Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình SPTN DC chương trình Bản tin Hoa Thành Đốn. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phỏng vấn về thỉnh nguyện xin tái cứu xét Hiệp định Ba Lê với Linh Mục Vũ Minh, Trung tá Hồi hưu Không quân Hoa Kỳ do Minh Thúy thực hiện. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay trong buổi phỏng vấn đặc biệt với sự hiện diện của Linh Mục Vũ Minh. Linh Mục Vũ Minh hiện đang là chánh xứ cho nhà thờ các thánh tử đạo Việt Nam ở Colorado Springs, Colorado. Năm 1985 thì Linh Mục đã gia nhập ngành tuyên úy không quân Hoa Kỳ với cấp bậc trung úy. Sau hơn 23 năm phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, Linh Mục đã về hưu vào năm 2009 với cấp bậc trung tá tuyên úy tư lệnh phó của ngành tuyên úy tư lệnh không gian Hoa Kỳ. Năm 2011 thì Linh Mục đã nhận trách nhiệm làm tuyên úy cho gia đình Mũ Đỏ Việt Nam tại hải ngoại. Hôm nay thì Minh Thúy cùng với quý vị sẽ tìm hiểu xem mục đích với sự có mặt của Linh Mục tại vùng DC lần này. Xin được chào Linh Mục Vũ Minh. Xin chào chị Minh Thúy và xin chào quý thính giả của đài truyền hình SBTN Hoa Thịnh Đốn. Tôi hân hạnh được mời đến đây để hội chuyện cùng chị Minh Thúy. Dạ. Thưa Linh Mục, có thể cho biết mục đích của Linh Mục về DC lần này? Dạ, tôi đến Hoa Thịnh Đốn lần này vào ngày 30 tháng 4 để tưởng niệm cái ngày 30 tháng 4, một ngày đau buồn của đất nước chúng ta. Một ông dân biểu Rosenthal đã trình lên cái nghị quyết để xin Quốc hội Hoa Kỳ nhận cái ngày 30 tháng 4, ngày mà Cộng sản Việt Nam ăn mừng, thì như người Việt tự do hải ngoại và những người tự do yêu nước của Việt Nam Cộng Hòa thì lại khóc thương cái sự mất nước của mình. Thì tôi đến đây cũng là để trình bày cái vấn đề đó và cũng là để đưa ra một cái thỉnh nguyện để mà xin tái cứu xét Hiệp định Ba Lê, để trước tiên là lấy lại danh dự cho Việt Nam Cộng Hòa và giành lại đất nước Việt Nam Cộng Hòa đã bị Cộng sản cưỡng chiếm năm 75. Thưa Linh Mục có thể nào cho biết là công tác vận động thỉnh nguyện thư cứu xét Hiệp định Ba Lê được những tổ chức nào phát động và được hỗ trợ bởi những ai? Đây là một cái tổ chức rất là mới, vừa mới được thành hình thôi, hơn một tháng nay thôi. Từ ngày tôi đi về Houston để tham dự cái ngày Đại hội Hậu duệ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại ở Houston hồi mùng 6, mùng 7 tháng 4, thì một số anh chị em hậu duệ Việt Nam Cộng hòa đã xin tôi cùng làm việc chung với họ để mà có một cái gì thực tiễn cho đất nước Việt Nam. Và họ đã nhờ tôi và giáo sư Dương Đại Hải để làm cố vấn cho họ trong cái nỗ lực này. Và sau vòng mới một tháng thôi mà chúng tôi đã tìm được một cái tên cho cái nhóm đặc biệt này. Đó là nhóm vận động cho Việt Nam Cộng Hòa. Tiếng Mỹ đó là Republic of Vietnam Advocacy Group. Tại vì mới hồi đầu tháng 4 mà bây giờ phải đối diện với ngày 30 tháng 4 mà cái ông Rosenthal, ông ấy ra một cái resolution, một cái nghị quyết để Quốc hội Hoa Kỳ nhận cái ngày 30 tháng 4 là ngày tháng 4 đen. Thì chúng tôi chỉ có không đầy 30 ngày, thì chúng tôi phải cố gắng chạy để mà làm xong cái việc này. Thì tôi đã đến đây ngày 30 tháng 4 cùng với một số anh chị em đó. Và trong thời gian này chúng tôi lại nối kết thêm và gặp gỡ được nhiều những người mà có thể có ảnh hưởng ở trong Quốc hội Hoa Kỳ. Thì hy vọng là với cái sự giúp đỡ của họ đó thì 30 tháng 4 năm tới sẽ là một cái nghị quyết do chính Tổng thống Trump là người đứng ra ban hành, là ngày 30 tháng 4 là ngày đau buồn của đất nước Việt Nam Cộng hòa của chúng ta. Linh Mục có thể nào cho biết tiến trình vận động thỉnh nguyện thư cứu xét Hiệp định Ba Lê đã tiến triển như thế nào? Hiện thời bây giờ thì tôi muốn cho Tổng thống Trump biết là tôi bắt đầu lại cái công việc đó. Thì tôi đã vào được Tòa Bạch Ốc
tuy dù không được gặp Tổng thống Trump nhưng mà tôi được gặp cái người gọi là phụ tá hay là cộng sự viên về cái vấn đề này, thì tôi đã trình cái thỉnh nguyện thư đó cho người mà Tổng thống Trump đã gặp mặt tôi. Tôi đã trình bày cái thỉnh nguyện thư đó. Và tôi sẽ tiếp tục làm việc thêm với những cái cơ quan khác, chẳng hạn như là xin các những nước mà đã có ký tên vào trong cái Hiệp định Bale cùng giúp chúng tôi mở ra cái hiệp định này, như là cái tái cứu xét hiệp định này. Dạ thưa Linh Mục, nếu vận động thỉnh nguyện thư cứu xét Hiệp định Bale không được thành hình, thì Linh Mục có những cái kế hoạch nào khác để cho cái dự án của mình hay không? Dạ thưa, thì trong quá khứ có nhiều người đã cố gắng đi cái đường đó để mà xin tái cứu xét Hiệp định Bale. Các vị đó đã làm được cái một bước hay hai bước mà họ thấy chưa có được xong hay là chưa được thành công. Tôi xin nối tiếp theo để mà làm thêm cho đến thành công. Đối với tôi không có bao giờ bỏ cuộc. Và chúng ta có một cái hoàn cảnh rất là quan trọng hiện thời bây giờ, đó là ông Tổng thống Trump là một người đứng ra cổ võ cho một cái thế giới tự do, những thế giới mà xã hội chủ nghĩa là không có chơi. Ok, thành ra với cái sự yểm trợ một cách gián tiếp như vậy, và hai lần Tổng thống Trump đến Việt Nam thì nhiều người Việt Nam đã tỏ ý muốn nói cho ông Trump biết là mình muốn đòi lại tự do, nhưng ông muốn đều nói là quý vị phải tự đứng lên, tự làm, sau đó ngoại quốc mới có thể làm được cái gì thì ngoại quốc mới có thể giúp sau. Chúng ta phải tự quyết trước. Cái điểm quan trọng nữa là hiện thời bây giờ ở Venezuela, cái cuộc cách mạng ở Venezuela sắp sửa thành công. Chúng tôi muốn là kêu gọi người Việt ở đất nước Việt Nam hãy đừng có thất vọng. Chúng tôi sẽ yểm trợ, chúng tôi sẽ đứng sau lưng của quý vị. Vậy Linh Phục còn có những lời nào nhắn nhủ đến những giới trẻ Việt Nam hoặc là những người quan tâm tới Việt Nam? Trước tiên với câu hỏi này thì tôi xin gửi tới những người Việt yêu nước và những người ở Việt Nam là chúng tôi đã lắng nghe được những cái sự thốn khổ của quý vị, và chúng tôi muốn yểm trợ quý vị về mọi với nỗ lực của chúng tôi. Và đối với người Việt Nam ở ngoại quốc, tôi xin quý vị đừng quên Việt Nam. Chúng ta có thể ăn no ngủ yên, nhưng chúng ta đừng có quên là chúng ta đã có một đất nước đã bị Cộng sản chiếm đóng, và bây giờ đất nước Việt Nam đang trong giai đoạn nguy hiểm, mất nước vào tay Tổng cộng. Chúng ta phải đến về để giải phóng đất nước Việt Nam của chúng ta. Xin được cảm ơn Linh Mục Vũ Minh. Vâng, xin cảm ơn chị Minh Thúy và xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả của đài SBTN. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào. Mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Kính thưa quý vị, cuộc phỏng vấn vừa rồi đã kết thúc chương trình bản tin Hoa Thành Đốm. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sbtn.tv. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng xin kính chào tạm biệt và mong gặp lại quý vị vào kỳ tới.